xuất phát điểm tôi là một kỹ sư điện làm tại Hà Nội, thì nhận thấy địa phương mình có rất nhiều tiềm năng về nông nghiệp, đồng thời là có rất nhiều vấn đề khi mà bà con không thể tận dụng được cái nguồn nguyên liệu của địa phương để tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao hơn. Thì cuối năm 2021, đầu năm 2021, cuối năm 2020, tôi đã trở về quê để tạo ra một sản phẩm có thể là chất lượng tốt hơn và có thể mang tính là đặc trưng của địa phương. Thì tôi đã bắt đầu với rất nhiều những sản phẩm khác nhau, từ gà thịt, từ trứng gà, gà ta. Và cuối cùng là khi mà nhận thấy thị trường đang rất cần những quả trứng gà chất lượng cao hơn với giá thành phải chăng và an toàn, chúng tôi đã bắt đầu với con gà Ai Cập và đã bắt đầu cái hướng đi và nuôi gà Ai Cập bằng thảo mộc kết hợp với cả thức ăn tại địa phương và tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu bản địa cùng với nhân lực của bà con tại địa phương để tạo những sản phẩm có giá trị cao hơn và mang những cái đặc trưng của địa phương. Thì bắt đầu từ năm 2021, khi mà trở về quê với rất nhiều những kiến thức mà tôi đã trang bị được trong quá trình tìm hiểu trước đó, tôi đã bắt tay vào làm với các cái con gà khác nhau. Tuy nhiên là do thiếu kinh nghiệm thực tế thì cái việc triển khai rất là khó khăn. Từng đàn một ra nhưng mà chất lượng sản phẩm lại không đạt như yêu cầu. Vì thế mà chúng tôi thương mại rất là kém. Khi đó thì chúng tôi đã thua lỗ rất là nhiều. Tuy nhiên là trong quá trình mà vấp ngã thì chúng tôi đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm. Và từ đó chúng tôi đã tạo ra những cái công thức, những cái quy trình chăn nuôi phù hợp với con gà và nguyên liệu bản địa. Và cho đến nay thì cái bước cơ đầu cơ bản đã là thành công. Có lẽ là cũng giống như rất nhiều các cái người trẻ khởi nghiệp khác, khi mà bỏ phố để trở về quê thì tất nhiên là sẽ phải từ bỏ rất nhiều những cái tiện ích ở thành phố và rất nhiều những cái thu nhập gọi là rất là hấp dẫn. Và gia đình và cũng không đồng ý cái việc trở về quê, tại vì là các cụ thường nghĩ là khi mà mình đã thoát được quê thì mình thoát được cái chân lấm tay bùn, tuy nhiên sau đó lại trở về quê. Nhưng trong thâm tâm của tôi thì tôi nghĩ rằng là mình trở về quê để làm những điều khác biệt và cố gắng để tạo ra giá trị cao hơn cho bà con địa phương.